Vô hôm nay mình sẽ làm một cái clip review nhưng không phải về mod mà là về một cái thân khá là nổi tiếng có tên là Stylucci. Stylucci thì nổi tiếng về cái chất lượng cũng như là về cái giá tiền của nó khá là kinh. Junior Ben Shop đang bán một cái cây Stylucci với giá là 220.000. What the hell, một cái cây bút thôi mà giá nó ngang với một cái cây mod luôn. Vậy thì với 220.000 thì các bạn sẽ có được những cái trải nghiệm gì thì mình sẽ nói trong cái video này. Tất nhiên là không phải là trải nghiệm về cú lừa đầu đời hay là tiền để mua bài học hay là cái gì, mà đó sẽ là những cái trải nghiệm thực sự. Đầu tiên thì mình sẽ nói qua một chút về cái thương hiệu Stylucci. Đây là một cái thương hiệu đến từ đất nước Nhật Bản. Đồ Nhật thì các bạn cũng đã biết về cái độ bền cũng như là cái sự tinh tế của người Nhật rồi. Người ta rất là chú trọng về cái chuyện tối giản những cái sản phẩm của họ. Thì ví dụ như là cái cây bút này, người ta sẽ lược bớt đi gần như là những cái bộ phận dư thừa, như là những cái rip màu hay là những cái con này con kia gắn ở trên bút giống như đồ Trung Quốc. Thì các bạn tự hỏi là bây giờ lượt bớt đi như vậy thì cái giá nó phải giảm chứ sao lại cao như vậy. Thì cái bút này nó có một cái chi tiết khá là đặc biệt mà mình rất là thích, tí nữa mình sẽ nói sau. Về cái chiều dài thì Stylucci nó có chiều dài là 11.2cm. Thì nếu mà mình đặt nó cạnh một cái cây bút khá là nổi tiếng và cũng giá cũng rất là rẻ của Junior Ben Shop, đó là cây AC hay còn gọi là cây Air Color. Thì các bạn có thể thấy là cái phần, mình chỉ lấy cái phần để quay thôi nha, tức là cái phần ở giữa thôi chứ không có tính cái phần đầu nhô ra. Thì chúng ta có thể thấy là cây Stylucci nó đang nhỉnh hơn cái cây AC tầm 0.5cm. Về đường kính thì mình thấy là cái cây AC nó hơi nhỏ hơn cây Stylucci một xíu xíu, vì khi mình gắn cái cáp vào thì mình thấy là đối với cây AC nó sẽ hơi lỏng lỏng tí, còn đối với cây Stylucci là nó sẽ vượt khít luôn, nó không có cần phải gia cố thêm băng keo hay là cái gì. Một cái điểm rất là thích ở cây Stylucci như mình đã nói ban đầu, đó là cái thân người ta sẽ phủ lên một cái lớp giống như là cái lớp cao su để thay cho rip. Người ta không có dùng một cái rip rời, mà cái lớp cao su này nó sẽ phủ từ đầu tới cuối cái thân và nó sẽ cố định luôn, nó không có tháo ra được. Cái cảm giác thì mình ví dụ cho các bạn dễ hiểu, đó là khi mà các bạn từ ngoài đường các bạn bước chân vào nhà, thay vì bình thường là các bạn sẽ bước lên cái nền gạch ở trong nhà, nhưng lần này các bạn sẽ bước lên một cái tấm thảm đó, thì các bạn sẽ cảm thấy là cái nào nó thích hơn. Thì mình quay cái cây Stylucci mình cũng cảm giác y chang như vậy. Mình sẽ gõ thử vào hai cái thân và các bạn sẽ đoán giúp mình là cái thân nào là cái thân Stylucci, còn cái thân nào là thân nhựa. Và đây là đáp án. Như các bạn có thể thấy là cái thân Stylucci do nó có một cái lớp phủ cho nên là cái tiếng ra nó không có đanh như là cái nhựa bình thường. Tuy nhiên thì đây cũng là một cái khuyết điểm chết nguyên liệu của Stylucci. Bởi vì cái thân nó khá là mềm, nó có cái lớp cao su cho nên là khi mà các bạn quay, nếu như bạn nào mà có để móng thì cái móng tay nó cọ vào nó sẽ để lại những cái vết rất là sâu và nó sẽ không có hồi phục lại được. Nếu như các bạn tưởng tượng mà các bạn quay mà rớt xuống một cái nền cát mà các bạn dậm lên là thôi xong luôn, đó là nước mắt em ghê, trò chơi kết thúc luôn. Đó thì các bạn có thể thấy là cái thân của mình nó đang bị lõm khá là nhiều do mình có để móng tay là cái nhất. Cái hai là mình đem ra đường cho nên là khi mà quay thì vô tình rớt xuống những cái chỗ cát hay là những cái chỗ nào mà nó dễ xước thì nó sẽ để lại một cái vết khá là sâu. Vậy thì có đáng bỏ 220.000 ra để mua Stylucci về quay không? Thì câu trả lời là tùy thôi, tùy vào cái nhu cầu cũng như là điều kiện kinh tế của các bạn. Như các bạn mua để sưu tập thì ok, nếu mà điều kiện kinh tế gia đình cho phép. Còn nếu mua đi quay thì các bạn cố gắng các bạn giữ cho nó kỹ kỹ xíu, để mà khi bán lại nó còn có giá nếu mà các bạn chán. Còn nếu mà các bạn thấy hợp thì cứ dùng tiếp thôi. Về cái độ bám thì mình cũng không có dám nói là cái thân này nó bám trong cái video này. Tại vì có những người tay nhỏ, có những người tay to, có người tay ướt, có người tay khô. Thì cái cảm nhận của mỗi người sẽ là mỗi khác nhau. Có những cái thân người ta nói là bám nhưng mà khi mình quay vô mình thấy khá là trơn, khá là kỳ. Cho nên là mình chỉ dám giới thiệu cho các bạn biết là cái thân này nó có cái lớp phủ và mình thấy cái thân này nó ok. Còn nó bám hay không là chỉ tùy vào cái cảm nhận của các bạn khi các bạn mua về. Mình không có khẳng định, tại vì khi các bạn mua về mà không giống thì các bạn sẽ bị thất vọng và cái bài review của mình nó sẽ không có uy tín. Ok, và đó là những cái thông tin của mình về cái thân Stylucci, về chiều dài, về đường kính, về cái cảm giác khi quay và về cái khuyết điểm của nó. Thì mình cũng không chắc là những cái thông tin này mình đưa đã đầy đủ, cho nên là các bạn xài, các bạn cảm nhận như thế nào thì các bạn có thể comment ở bên dưới. Và điều đó sẽ giúp cho những cái bạn nào người ta đọc comment, người ta sẽ biết thêm nhiều hơn về cái cây bút này trước khi mà người ta xuống tiền 220.000 để người ta mua. Ok, và nếu các bạn cảm thấy hay nhớ like, share và subscribe ủng hộ kênh. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau.